Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học từ vựng nhé. Chúng ta sẽ học về từ này. Từ này âm Hán Việt là bàng và nghĩa là giúp đỡ. Trong tiếng Trung chúng ta sẽ phát âm đó là bàng, nghĩa là bàng máng, nghĩa là giúp đỡ ở phía dưới này. Và đây chúng ta có phần quy tắc viết chữ Hán và cấu tạo thành từ bộ thủ, gò đất, bộ ốc phía bên tay phải và bộ cân, ở dưới là cái khăn. Đây là mẹo nhớ nhé. Đó, đây là mẹo nhớ này. Và ở đây chúng ta có những cái ví dụ như là bằng máng, giúp đỡ. Bằng chủ cũng là giúp đỡ này. Hoặc đây là bằng sổ, người giúp việc. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái cách nhớ khác. Còn đây là file sách cổ, mà chế tự cổ mà mình thấy rất là hay và ý nghĩa. Ở đây mình tình cờ mình sưu tập được, thì mình có để đường link ở phía dưới, comment ở phía dưới, các bạn bấm vào để các bạn tải về nhá. Hoặc các bạn kết bạn Zalo với mình thì mình gửi file PDF. Ở đây là file sách hoàn toàn miễn phí. Đây là file sách cổ như thế này. Và nó hoàn toàn bằng nguyên văn tiếng Trung và tiếng Anh. Ở đây các bạn nào giỏi tiếng Anh thì các bạn có thể học được ngay nhá. Ở đây thì theo mình thì có cái phần mẹo nhớ đó là gì? Đấy là nếu mà phần chữ tự cổ ngày xưa ấy, đó là một ông vua đi này. Và đây là các bang chư hầu này. Ngày xưa vì đây có phần bộ ốc này là gò đất cho quan mà. Và đây là khăn này, và những theo kiểu là cao quý hay vàng bạc cái đó này, nhờ vua giúp đỡ dâng lên. Đấy, và đây là có bộ thủ tay đúng không ạ? Như mình lúc nãy mình đã nói ở phần phía bên tay trái đúng không ạ? Dâng lên, vua dùng tay dâng khăn hoặc là dâng những cái đồ quý lên vua để nhờ sự giúp đỡ. À, với cái file sách này thì nó có chiết tự khoảng gần 1.000 chữ và được chia làm ra làm 3 file. Và các bạn kết bạn với mình hoặc các bạn xem vào cái comment ở phía dưới, mình gửi một đường link nhé. Hoặc các bạn lên YouTube của mình và các bạn bấm vào. Ở đây thì cũng có cái phần chiết tự đó, và cái phần gọi là quy tắc viết chữ Hán. Bây giờ mình sẽ viết cái này ra để cho các bạn xem về cái quy tắc bút thuận được viết như thế nào nhé. Chúng ta viết là bộ thủ trước này. Up này. Khăn này. Đó.